Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Dôn Trang Trang TV. Mong rằng là các bác ủng hộ bằng cách là tích cực đăng ký kênh, ấn nút like video và nhớ nhấn nút thông báo nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúng ta quay trở lại câu chuyện về vị bí thư Hoàng Thị Thúy Lan mà trong một cái động thái có thể nói rất là bất ngờ. Thì chỉ trong một ngày thông báo thôi, và cả bí thư và cả chủ tịch của Vĩnh Phúc thì đều đã ra đi, rồi rằng là không kèn không trống, không kèn không trống. Hình ảnh mà chụp ảnh, hình ảnh mà bà Lan trong cái lúc mà cơ quan điều tra chụp ảnh thì nó không được đẹp như thế này. Có thể nói rằng là công tác đốt lò đang diễn biến có thể nói rất là căng thẳng. Không báo trước, không gì cả, đương chức nhưng mà vẫn bị bế đi một cách bất ngờ. Xin thưa các bác là thế. Và đối với trường hợp của bà Hoàng Thúy Lan thì tôi chỉ đặt ra một cái vấn đề, đặt ra một câu hỏi. Khi nói đấy tới bí thư của Hoàng Thị Thúy Lan thì chúng ta nhớ tới điều gì? Nhớ tới điều gì? Chắc chắn nhiều người không thể quên được Hoàng Dôn kênh Nhà Trang TV, thì một trong những cái clip thời kỳ đầu đó chính là cái việc mà trước đại 13 con gái của bà Lan là Trần Huyền Trang đã được bổ nhiệm vào cái vị trí là phó giám đốc sở khi mà độ tuổi còn rất trẻ, và trong cái quãng thời gian thì liên tục được cử đi học, tức là thành tích cũng chưa rõ ràng, tuy nhiên đã được bổ nhiệm vào vị trí là phó giám đốc sở cái đầu tư một cái sở. Có thể nói đối với tỉnh Vĩnh Phúc thì rất nhiều những cái dự án thì thật sự với các bác rằng là sở kế hoạch đầu tư là một sở có thể nói dùng cái từ là béo bở. Con gái của bà, một người mà có thể rất hoài nghi về cái trình độ, bởi vì khi xem profile thì người ta sẽ thấy hầu hết là lý lịch để chỉ có đi học nó cái vân vân, và ngay cả cái trường đại học của con gái bà cũng gần như là không được công bố. Nhiều người biết rằng là ví dụ như là ít nhất thì anh Nhân Trinh ở Bắc Ninh, anh còn công bố rằng là học là cử nhân cờ vua, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là con gái của bà chỉ biết gì à? Đi du học ở Trung Quốc. Vậy thì đợt đó kênh đã hỏi rất kỹ rằng là cái trường nào ở Trung Quốc, bằng loại gì, vân 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 về. Hay rằng là một đào tạo từ xa hay là một cái hợp thức hóa về mặt quy trình. Thế nhưng mà tại sao một con người như vậy, trẻ như vậy mà lại có thể thăng tiến một mức độ kinh khủng khiếp như thế? Tại sao những cái thăng tiến thần tốc nó không rơi vào con em của nông dân, con em bình thường, mà những cái thăng tiến thần tốc nó toàn rơi vào con em của cán bộ đó? Bây giờ các bác nhìn nhé. Thứ nhất chúng ta nhìn này, nhìn bà Lan đã bị bắt. Chúng ta nhìn vào những người bị bắt thôi. Là bí thư Hoàng Thị Thúy Lan đã bị bắt, thì có con gái Trần Huyền Trang là thăng tiến một cách thần tốc. Tiếp đó chúng ta lại nhìn lên quê của tôi là Lào Cai. Vĩnh Phúc cũng là quê tôi luôn. Lào Cai cũng là cái nơi mà cả tuổi thơ tôi ở đó luôn. Thì con trai của bí thư Nguyễn Văn Bình cũng thăng tiến thần tốc. Thời điểm nhậm chức ông là chủ tịch huyện trẻ nhất cả nước. Thế chúng ta nhìn qua Bắc Ninh, chúng ta cũng thấy cái câu chuyện này. Chúng ta nhìn vào Bắc Ninh, chúng ta thấy câu chuyện này. Đó. Cũng là thăng tiến thần tốc. Mà cũng có bố là Nhân Chiến. Và ông Nhân Chiến bây giờ cũng bị bắt rồi. Vậy thì chúng ta có đặt ra một cái câu hỏi rằng là liệu rằng cái việc thăng tiến thần tốc nó chỉ ở một số vị quan chức tham lam hay không? Đây có phải là một cái dấu hiệu mà có thể nói rằng là một cái thường thấy của những vị quan tham hay không? Thường thường chúng ta sẽ hướng dẫn hoặc là con cái của mình vào những cái ngành nghề mà chúng ta hiểu, hoặc rằng là chúng ta mong muốn rằng con mình là an nhàn rồi là ổn định, thì đó là nhu cầu rất là bình thường, đúng không? Và có phải rằng là họ, những con người này, những vị bí thư này nghĩ rằng là làm cán bộ, làm lãnh đạo, thứ nhất là nó chả có gì khó cả, cũng không cần đến mức độ rằng là tài năng kiệt xuất,
hay thế nọ thế kia. Cho nên trẻ vẫn có thể làm được, chưa đủ kinh nghiệm cũng có thể làm được, dốt tí cũng có thể làm được. Thế mà lại ăn nhà, oai, có gì thì lính lắc nó làm hết. Oai là bởi vì đi đâu cũng được trọng vọng, đi đâu cũng được xe đưa ra đón rước, rồi người nọ người kia rằng là tân bốc lên. Thế rồi lại dễ kiếm tiền nữa. Người khác bà con thì gọi là bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, chỉ mới kiếm được vài cái đồng bạc lẻ. Còn đây chỉ cần nhiều khi chỉ một câu nói thôi, có thể kiếm về đến vài chục, vài trăm. Mà đơn vị là tỷ đồng, rất bình thường. Đấy, an nhàn, rồi lại chẳng được trọng vọng, rồi lại còn được nhiều tiền. Thế cho nên là những vị này là muốn con của mình cũng như mình. Cho nên là cố bằng mọi cách để con cái của mình lên. Chúng ta nhìn có ba cái vị bí thư đầu tỉnh thì chúng ta thấy rằng là đây là một trong cái trường hợp điển hình. Tại sao chúng ta không thấy những cái vị lãnh đạo mà những vị lãnh đạo mà người dân kính trọng, đúng không? Người dân kính trọng, chúng ta không thấy rằng là con của bác Giáp hoặc là nhiều người thăng tiến cũng có người làm quyền lực nhà nước chứ, chứ không phải là không có đâu. Thế chúng ta không thấy rằng là con của bác Vũ Khoan, chúng ta không thấy rằng là con của bác Trương Đình Tuyền. Và ngay cả bây giờ đương kim thì chúng ta thấy rằng là chúng ta cũng không thấy con của cụ Trọng, của bác Trọng. Mặc dù tôi biết rằng anh Trường là người rất giỏi, thật sự rất giỏi, sao sao chúng ta không thấy? Là bởi vì tôi nghĩ rằng là những người lãnh đạo họ có liêm chính, có tự trọng, cho nên là họ xin thưa với các bạn, họ không bằng mọi giá để mà bất chấp làm điều đó. Ai họ là người quản lý thật sự giỏi thì họ cũng biết rằng là ngồi ở cái vị trí này, ngồi ở cái ghế này nó đòi hỏi một cái năng lực, một cái trình độ nhất định. Đứa nhà mình cũng là một đứa bình thường thì ngồi ở đó có giúp được gì cho dân trong nước không, trong cái đó bao nhiêu người giỏi ngoài kia người ta vẫn bỏ ra, đúng không? Cho nên ấy, chúng ta thấy rằng là những vị lãnh đạo không, ta không cấm con cái của những vị lãnh đạo làm lãnh đạo theo con đường của bố mẹ mình, bởi vì nhiều khi nó truyền thống, đây cũng thế mà nhiều khi ta cũng vậy, nhưng mà cái gốc của nó là cái gì, tức là nó vẫn là tài năng. Anh đã ngồi lên anh phải chứng minh được tài năng của anh, ngồi vị trí anh phải chứng minh tài năng của anh, và chứng minh tài năng của anh là bằng thực sự, bằng cách công khai minh bạch cho mọi người đều biết và nắm rõ, chứ không phải là chứng minh tài năng của anh bằng cái cách rằng là anh cứ ngồi im 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 im, người dân chả biết anh là ai, cũng chả thấy anh có thành tích gì. Thế nhưng một ngày đẹp trời thì anh ngồi vào cái ghế nó là quá là xịn sò, là quá là xịn vậy. Thì tôi nghĩ rằng là bây giờ những giải pháp thì ban tổ chức trung ương cũng ra soát lại những con cái của những vị lãnh đạo thăng tiến ở tại địa phương. Chúng ta không cần thiết để người ta thể nào nói rằng là đúng quy trình, thế vậy chúng ta sửa quy trình, chúng ta chuyển họ sang những cái tỉnh thành khác, thoát khỏi cái vòng tay âu yếm của bố mẹ, cái vòng tay âu yếm, cái vòng tay quyền lực. Một bà Lan thì rõ ràng là bà quyền lực tại Vĩnh Phúc, bà là bí thư nói ai dám cãi. Cái con cái thăng tiến dưới thời của bà, cái quyền lực của bà phủ tại Vĩnh Phúc thì đương nhiên rằng là nó sẽ là hỏng rồi, nó sẽ là một cái gì đó kể cả có tăng nó lên mấy nhưng mà nó cũng làm mất cái khách quan đi. Vậy thì hãy cho con bà Lan sang Vĩnh Long Bạc Liêu mà làm, đúng không? Con của bố Nhân Chiến đánh Nhân Trinh đi thử sang lên Hà Giang mà làm, đúng không? Con của ông Vịnh Lào Cai thay vì là ở tỉnh Lào Cai nơi mà phạm vi quyền lực của bố thì bây giờ chuyển sang đâu, chuyển sang Cà Mau để xem rằng ở đó anh chứng tỏ tài năng của anh, xem anh có kết quả không, kết quả thành tích công việc không, tại sao cứ phải phát triển ở trong cái thời kỳ mà của bố anh. Tôi nghĩ rằng là ban tổ chức trung ương là nên xem xét lại những điều này
và rà soát lại. Và khi thấy những cái trường hợp mà thăng tiến có dấu hiệu thì đi kiểm tra, và đặc biệt xem xét lại chính bố mẹ của họ, xem họ có thật sự khách quan công bình hay không, có đẩy con mình lên một cách tử tế hay không, đúng không? Và thật sự là người ta gọi là thương con như thế thì bằng mấy hại con. Đến bây giờ không biết thế nào, không biết con của bà Lan bây giờ hiện nay đang ở đâu. Cảm ơn các bác rất nhiều nha.